đây, có thể là một cái kiếp sau cái kiếp hiện tại này, hoặc là nhiều cái kiếp sau kiếp hiện tại này. Chứ cái, còn chỉ những người nào tạo được những cái thiện nghiệp về sắc giới thì sẽ nó sẽ trổ cái quả ở cái cõi sắc giới. Và cái bài hôm nay thì sẽ nói về những cái quả của những cái thiện nghiệp sắc giới. Cái người mà tạo được những cái thiện nghiệp sắc giới, tức là cái người đấy thực hành những cái pháp thiền định, và những cái pháp thiền định mà chứng đắc được các tầng thiền, từ sơ thiền lên đến tứ thiền hay là ngũ thiền, hay có chỗ thì nói là tứ thiền hay là ngũ thiền, thì những cái tầng thiền đó là những cái thiện nghiệp thuộc về sắc giới. Và cái người nào mà duy trì được cái tầng thiền cho đến từ khi mà tu tập chứng đắc thiền và duy trì được cái pháp thiền này cho đến tận cái lúc cận tử, thì cái pháp thiền nào mạnh nhất sẽ có cái năng lực làm cái thiện nghiệp đấy tạo thành một cái, nó sẽ làm cái phận sự tái sinh ở trong cái cõi sắc giới. Thì cái tâm tục sinh sẽ là cái tâm của các tầng thiền. Vậy thì cái người đấy duy trì, phải duy trì được cái thiện nghiệp về các cái sắc giới cho đến lúc cận tử. Còn nếu không duy trì được đến lúc cận tử thì những cái thiện nghiệp mà mình an trú trong thiền nó trở thành nghiệp vô hiệu quả, nó không có cái cơ hội để tái sinh. Vậy thì một người thực hành thiền và chứng đắc thiền, và mỗi một cái giờ phút an trú ở trong các cái tầng thiền, thì cái người đó đang tạo các cái thiện nghiệp do ý sinh, tức là lúc đấy chỉ có cái ý của mình tạo nghiệp, thân và khẩu không có tạo nghiệp trong cái lúc an trú trong thiền. Và khi mà ở sống ở cái cõi phạm thiên thì cái, các cái tâm thiền đấy sẽ làm cái tâm hộ kiếp, rồi đến khi chết ở cái cõi phạm thiên thì các cái tâm thiền đấy làm cái phận sự là tâm tử, có cái tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử của một vị phạm thiên đều là tâm của cái tầng thiền. Nếu vị đó có cái tầng thiền sơ thiền mạnh thì khi chết vị đó cái tầng thiền sơ thiền sắc giới đấy sẽ làm cái phận sự tái sinh về cái cõi sắc giới sơ thiền. Nếu mà có nhị thiền mạnh hay tam thiền hay tứ thiền mạnh thì cái tầng thiền đấy sẽ làm cái phần sự tái sinh, và vì đó sẽ sinh về các cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền. Vì ở trong các cái tầng thiền, có khi mà một cái người mà tạo những cái thiện nghiệp ấy, nó có những cái mức độ khác nhau. Có những cái, có khi một cái người tạo những cái thiện nghiệp ở một cái mức độ rất là cao, có khi có những người tạo những cái thiện nghiệp ở cái mức trung bình, có những cái người tạo cái thiện nghiệp ở những cái mức thấp. Thiện nghiệp ở dục giới nó cũng có như thế, như là một cái người tạo những cái thiện nghiệp như một người giữ giới, có người giữ giới ở cái mức bậc thượng, thà mất thân mạng chứ không phạm giới, có người thì giữ giới ở cái mức bậc trung, là ta thà mất những cái tài sản ở bên ngoài chứ ta thà mất những cái bộ phận trên thân thể chứ không phạm giới. Có người thì giữ giới ở cái mức bậc thượng, đó là vị đó phát nguyện ta thà mất những tài sản bên ngoài chứ không phạm giới. Thì ở các cái thiện nghiệp dục giới cũng có những cái mức độ khác nhau. Thì cái người tạo những cái thiện nghiệp sắc giới cũng có những cái mức độ khác nhau. Vậy thì các cái tầng thiền của những cái người mà tu tập nó có khác nhau, không phải là sơ thiền ở người nào cũng giống người nào. Vậy thì khi mà chứng đắc được các tầng thiền thì cũng có những cái người có những cái định lực rất là thâm sâu, có những người thì có cái định lực ở cái mức trung bình, và có những cái người ở cái, có cái định lực rất là bình thường, thì nó sẽ cho ra những cái quả nó cũng khác nhau như vậy. Với một cái người mà thực hành về pháp thiền thì ở cái mức độ mà của một cái người mà ở cái mức bậc hạ, tức là cái mức thấp nhất, sẽ cho quả hóa sinh ở trong cái cõi phạm chúng thiên. Tức là vậy thì ở cái người mà chứng được sơ thiền, và khi mà cái an trú ở trong sơ thiền thì người đó là đang tạo cái thiện nghiệp sắc giới, và cái người đó duy trì được cái tầng thiền cho đến cái phút cận tử, thì cái năng lực của tầng thiền đấy sẽ làm cái phận sự hóa sinh về cái cõi phạm thiên. Ở trong cái cõi phạm thiên sơ thiền sẽ có ba cái cõi khác nhau,
đó là gọi phạm trụ thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Vậy cùng một cái năng lực của sơ thiền sẽ cho ra ba cái quả khác nhau như vậy. Vậy cái người nào có thể tái sinh về cõi phạm chúng thiên, người nào có thể tái sinh về cõi phạm phụ thiên, người nào sẽ tái sinh về cõi đại phạm thiên. Vậy cái người nào mà có cái mức thiền mà yếu nhất, tức là cái mức thiền nó kém cái sự thuần thục nhất, thì cái người đấy sẽ duy trì cái tâm thiền đến lúc cận tử, và rồi người đấy sẽ hóa sinh với cái tâm thiền đấy và sinh về cái cõi phạm chúng thiên, sẽ là một chúng sinh ở cái cõi sắc giới và có tuổi thọ bằng 1/3 đại kiếp, 1/3 đại kiếp trái đất. Đấy là cái tuổi thọ của một cái vị sinh về cái cõi phạm chúng thiên. Người nào mà thực hành thiền ở cái mức độ bậc trung bình, tức là những cái mức độ thuần thục hay là cái năng lực định ở cái mức độ bậc trung bình và duy trì cái tầng thiền, sơ thiền đấy cho đến cái giờ phút cận tử, và cái năng lực của tầng thiền đấy sẽ làm cái phận sự, làm cái tâm tục sinh, vì đó sẽ sinh về cái cõi phạm phụ thiên. Phạm phụ thiên thì có cái tuổi thọ, cái đời sống sẽ ngang với 1/2 đại kiếp. Còn cái người nào mà có cái sơ thiền ở cái mức độ cao nhất, đó là bậc thượng, thì sẽ cho quả hóa sinh trong cái cõi đại phạm thiên, tức là có tuổi thọ bằng 1 đại kiếp, 1 đại kiếp trái đất. Những cái quả của các cái tầng thiền sẽ để lại những cái năng lực tái sinh như vậy. Còn những cái người mà tạo những cái thiện nghiệp ở dục giới thì mình chỉ sinh về các cái cõi trời dục giới hoặc sinh lại làm người. Còn cái người nào chết mà đi với một cái tâm bất thiện thì sẽ sinh về các cái cõi khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì khi mình cứ tạo cái nghiệp gì thì mình sẽ, nó sẽ trổ những cái quả nó tương ứng với những cái nghiệp mà mình đã phạm, đã tạo ra. Đây là hình ảnh của những vị phạm thiên. Khi mà sinh về cái cõi phạm thiên thì thân thể sẽ có hào quang rực sáng. Và ở cái cõi phạm thiên, những cái vị phạm thiên mà hay đến đảnh lễ Đức Phật thì thường hay có những cái hình ảnh có nhiều tay, nhiều đầu như vậy. Ở Ấn Độ giáo, đạo Hindu, người ta tôn thờ phạm thiên và người ta cũng thường hay có những cái hình ảnh một vị phạm thiên có nhiều đầu, nhiều tay như thế. Vậy thì phạm thiên trong cái hình dáng cũng rất là giống người, rất là giống người, cũng có đầu, mắt, chân, tay. Nhưng mà họ có cái khác người là họ chỉ có 3 căn. Đó, người ta chỉ có cái mắt, có những cái thần kinh, có những cái thần kinh thuộc về mắt, có thần kinh thuộc về tai và có những cái thần kinh thuộc về ý. Là chỉ có 3 cái loại tâm thức. Còn con người thì có 6 loại tâm thức, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nó khác. Còn cái ở đời sống phạm thiên, vì họ có mắt để nhìn, họ có mắt nên họ có thể nhìn thấy vạn vật, họ có tai có thể nghe được các âm thanh. Nhưng mà phạm thiên thì không có ngửi mùi hương, tức là vị đấy sẽ không cần phải thở, không cần phải ngửi mùi hương. Và vị phạm thiên thì không ăn, không cần phải ăn những cái vật thực bình thường như là chúng sinh ở cái cõi dục giới. Chúng sinh ở cõi dục giới thì phải dùng những cái vật thực để nuôi sống. Còn phạm thiên thì nuôi sống bằng ý, tức là vị đó ở cái cõi phạm thiên sơ thiền thì vị đó thường xuyên nhập vào các cái tầng thiền, và cái năng lực của các cái tầng thiền đấy sẽ nuôi sống cái mạng sống của vị đó. Vị đó sẽ nuôi sống bằng cái ý thức của mình. Vì vậy vị phạm thiên thì không cần phải ăn, không cần phải tiêu hóa. Vì không cần phải ăn cho nên vị đó không cần phải đi tìm kiếm vật thực. Vì không đi tìm kiếm vật thực cho nên đời sống của vị đó tự tại, vị đó an vui hơn. Còn chúng sinh ở cái cõi, ở các cái cõi trời dục giới thì họ vẫn phải ăn, nhưng mà họ có thể hóa ra được vật thực. Họ có thích ăn cái gì, họ có khởi lên cái ý muốn về vật thực thì vật thực họ có thể tạo ra được, và họ có thể dùng những cái vật thực đấy.
Còn những chúng sinh mà ở cõi người mà muốn ăn thì phải đi làm, đi kiếm ăn, đi tìm những cái công việc nghề nghiệp để tạo ra tài sản, tạo ra vật chất, tạo ra vật thực thì mới có cái ăn để nuôi nuôi dưỡng mạng sống. Có những chúng sinh ở cõi khổ thì ăn nuốt lẫn nhau, đó là những cái nỗi khổ. Thì chúng sinh mà càng ở những cái cõi cao thượng thì cái đời sống lại càng tự tại hơn. Những chúng sinh mà càng không phải ăn thì chúng sinh đó lại càng an nhiên tự tại. Cái phạm thiên là sẽ không cần ăn, lúc chỉ cần nhập thiền là tự nó sẽ tươi tỉnh và có thể duy trì được mạng sống. Còn nếu một cái hành giả nào mà thực hành thiền mà chứng đắc được nhị thiền, nhị thiền trong hệ thống tứ thiền và hay là nhị thiền và tam thiền trong hệ thống ngũ thiền, trong cái thiền về sắc giới chia ra thành các tầng thiền là ngũ thiền và tứ thiền và ngũ thiền, tùy theo cái sự loại bỏ các cái chi thiền. Một người mà loại bỏ một lúc hai chi thiền tầm và tứ thì sẽ nên nhị thiền, còn hỷ lạc nhất tâm. Nhưng mà có những người thì loại bỏ từng chi thiền một, còn loại bỏ thiền chi tầm và nên nhị thiền, còn lại tứ hỷ lạc nhất thiết nhất tâm, và loại bỏ thiền chi tứ thì nên tam thiền, còn lại hỷ lạc nhất tâm. Cho nên nó có sự khác nhau như vậy. Nhưng khi nó cho quả của các cái tầng thiền đấy, thì của nhị thiền đến những cái tam thiền là ở cái tầng thiền mà còn chỉ còn là hỷ lạc và nhất tâm ấy. Khi mà an trú ở trong những cái tầng thiền đấy thì nó sẽ tạo ra những cái thiện nghiệp sắc giới về nhị thiền. Và một cái người mà duy trì cái tâm thiền đến lúc cận tử thì người đấy cái năng lực của tầng thiền đấy sẽ làm cái phận sự hóa sinh. Và ở cái mức độ thấp nhất thì vị đó sẽ sinh về cõi thiểu quang thiên, cõi thiểu quang thiên, và có cái tuổi thọ là hai đại kiếp. Cái đời sống ở cái chúng sinh ở cái cõi sắc giới thiểu quang thiên có cái đời sống là hai đại kiếp trái đất. Nếu cái năng lực của cái tầng thiền đấy ở cái mức độ bậc trung, tức là cũng ở nhị thiền mà ở cái mức độ trung bình, thì sẽ cho quả đó là sinh về cái cõi vô lượng quang thiên, và cái tuổi thọ sẽ là bốn đại kiếp. Nếu cái năng lực của nhị thiền đấy ở cái mức độ bậc thượng thì vì đó sẽ sinh về cái cõi quang âm thiên, và cái cõi này là có tuổi thọ là hai đại kiếp trái đất. Đến một cái ngày tận thế, đến một cái ngày mà trái đất này bị hủy hoại, khi mà cái thời kỳ mà trái đất này bị hủy diệt thì sẽ có ba có thể hủy diệt trong ba cái nạn. Có thể là bị hủy diệt do lửa, có thể bị hủy diệt do nước, và có thể bị hủy diệt do gió. Thì khi mà cái quả địa cầu này bị bốc cháy, là bị hủy hoại bằng lửa, thì tất cả chúng sinh, tất cả các cái cõi dục giới sẽ bị bốc cháy hết, từ cái cõi địa ngục cho đến cõi nhân gian, các cái cõi trời dục giới, và cho lửa sẽ bốc cháy lên đến tận cõi sơ thiền. Và lúc ấy các cái chúng sinh ở các cái cõi này sẽ chết hết và sinh về các cái cõi từ nhị thiền này trở lên. Thì đến cái thời kỳ mà chuẩn bị trái đất này sắp sửa bị hủy hoại thì sẽ có rất nhiều chư thiên sẽ xuống thông báo cho nhân gian biết rằng còn khi nào còn khoảng 100.000 năm nữa là đến cái thời kỳ trái đất hoại, sẽ có nhiều vị chư thiên đi thông báo và cho nhân gian biết, và lúc đấy mọi người sẽ tinh tấn tu tập về các cái pháp thiền. Và những cái lúc đấy vì cái sự gấp rút mạnh cho nên tất cả mọi người tu tập đều đắc thiền hết. Đắc thiền là người ta sẽ sinh về các cái cõi pháp thiền. Người ta nếu mà cái kiếp trái đất đấy được bị hủy diệt bằng lửa thì cái nó sẽ bốc cháy lên đến tận cõi sơ thiền, và chúng sinh sẽ sinh về từ cõi nhị thiền này mà trở lên, hoặc tam thiền hoặc tứ thiền. Vì vậy thường là tất cả chúng sinh đều có cái ba la mật về hành thiền, nhất là các pháp môn thiền định ai đã cũng đã từng thực hành qua rồi.
Nhưng mà chỉ vì cái trong cái sinh tử có người có cái sự ô nhiễm và cái sự thanh tịnh khác nhau, cho nên rằng bây giờ mình thực hành lại thì người nào mà có cái tâm ô nhiễm nhiều, nhiều kiếp ở trong cái sinh tử, ít có cái sự tu tập về tâm thì bây giờ mình thực hành thiền nó sẽ khó khăn hơn. Người nào mà có cái tâm thanh tịnh hơn thì thực hành thiền sẽ dễ dàng hơn. Còn cái sự thực hành về thiền định là một cái pháp môn mà tất cả hầu như là chúng sinh đều có cái ba la mật đấy, đều đã từng thực hành ở trong những cái đời quá khứ của mình. Cho nên với người thực hành pháp thiền cứ tự tin là mình đã hôn lại cái bài cũ, không có gì khó khăn, không có cái gì là quá cao xa để cho mình có cái lòng tự tin và thực hành, có cái an tâm thực hành, có cái niềm tin tưởng để thực hành. Ở cái mức bậc thượng thì ở cái năng lực của nhị thiền sẽ hóa sinh ở cõi quang âm thiên, tuổi thọ là 8 đại kiếp. Hầu hết ở những cái nơi nào mà đắc hình tượng của vị Phạm Thiên cũng đắc hình tượng một cái vị có nhiều đầu, nhiều tay như vậy. Ở bên Phật giáo Bắc Tông thì thờ một vị mà Bồ Tát có 1.000 tay, 1.000 mắt. 1.000 tay, 1.000 mắt. Mới có một vị Phạm Thiên thì vị có rất nhiều tay và mắt này. Và các vị Bồ Tát cũng thường xuyên sinh về cõi Phạm Thiên rất là nhiều. Các vị Bồ Tát khi mà tu tập và cũng có những cái kiếp mà tu tập về các cái pháp thiền định, sau khi chết sinh về các cái cõi Phạm Thiên. Và các vị Bồ Tát thì không có muốn hưởng thụ hết cái tuổi thọ ở những cái cõi, ở những cái cõi trời dục giới hay sắc giới, nó quá cái tuổi thọ nó quá tang. Bởi vì ở các cái cõi thiên giới, dục giới hay là sắc giới có những cái cõi cái tuổi thọ rất là dài. Vì cái tuổi thọ dài như thế và sống ở trên các cái cõi đấy thì ít có cơ hội để tích lũy thêm các cái ba la mật. Ví dụ như là muốn giữ giới ba la mật, hay là bố thí ba la mật, hay là từ tâm ba la mật, xả tâm ba la mật, quyết định ba la mật, chân thật ba la mật, tất cả những cái ba la mật để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác thì ở cái cõi người này dễ tạo tác nhất, dễ tạo tác các cái ba la mật nhất. Còn sinh về các cái cõi thiên giới tạo tác các ba la mật sẽ khó hơn, tức là mình tích lũy các cái thiện nghiệp ở cái cõi người này dễ dàng hơn, có nhiều cơ hội để tích lũy hơn. Nhưng mà những cái chúng sinh ra ở cõi người này mà không biết giáo pháp thì cái cơ hội tạo ác nghiệp cũng dễ hơn, cũng rất dễ dàng tạo những cái ác nghiệp. Vậy cái cơ hội để tiến hóa cũng ở cõi người này, mà cái cơ hội, cái khả năng bị đoạn lạc rất là cao cũng ở cái cõi người này. Vậy người nào mà có được học Phật pháp và có cái chuyên tâm thực hành Phật pháp, người đấy đã tạo ra, tích lũy được cho mình một cái kho tàng thiện nghiệp, rất nhiều đời nhiều kiếp về sau mình sẽ nương tựa vào những cái thiện nghiệp đấy. Vì với những cái người nào gặp được chánh pháp, người đó là những người có những cái may mắn rất là lớn. Tứ thiền sắc giới bậc hạ hóa sinh trong cõi thiểu biệt thiên. Tứ thiền đây là trong hệ thống ngũ thiền. Tứ thiền ở đây là có thiền chi là lạc với nhất tâm, nó là tam thiền của hệ thống tứ thiền. Thì ở bậc hạ là hóa sinh trong cõi thiểu tịnh thiên, cái cõi phạm thiền thiểu tịnh thiên có tuổi thọ là 16 đại kiếp. Nếu cái tầng thiền này gọi là thuần nhất hướng đạt, khi mà một cái người mà thực hành cái pháp môn thiền định mà chứng đắc được các tầng thiền ấy, vì đó sẽ an trú ở sơ thiền thì nó có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, nhị thiền thì có hỷ lạc nhất tâm, còn tam thiền thì có lạc và nhất tâm, tức là chỉ có cái sự an lạc, chỉ có một cái cảm thọ lạc, chỉ có một cái thọ lạc và nhất tâm. Nên là có những cái chúng sinh ở cái cõi nhân gian
thường hay có cái mong cầu là được sinh về cái cõi nào mà chỉ có hưởng cái sự an lạc. Cái an lạc thì nó đối lập lại với cái sự khổ đau. Tức là chúng sinh thì luôn luôn là sợ hãi nỗi khổ đau và tầm cầu cái sự an lạc. Và chúng sinh thì luôn luôn khao khát muốn được sinh về những cái cõi nào mà nó có cái sự sung sướng, có cái sự an lạc vậy. Có sự an lạc. Vậy thì và những cái chúng sinh, nhất là cái, những cái chúng sinh mà có tà kiến, nhất là những cái ngoại đạo người ta có tà kiến, người ta cho rằng là mình thờ phục một cái vị Phạm Thiên Đằng Đệ bằng những cái nghi thức tế lễ, bằng những cái nghi thức tụng niệm chú thuật, bằng các cái tế lễ đấy, khi vị đó chết có thể được sinh về những cái cõi an lạc đấy. Hay là bằng cái cách mà mình thờ phục, mình cung kính những cái vị giáo chủ nào đó, mình sẽ được sinh về các cái cõi an lạc. Và trong cái thời Đức Phật còn tại thế cũng đã có rất là nhiều người, người ta đã từng đối thoại với Đức Phật về những cái việc mà được sinh về những cái cõi được hưởng cái sự an lạc. Và khi mà Đức Phật nói rằng là vậy, khi mà một cái người muốn sinh về những cái cõi hưởng cái sự lạc, hưởng những cái an lạc, hưởng những cái cõi cực lạc, thì cái lúc tạo nhân, thì trong cái lúc tạo nhân đó, mình đang tạo cái nhân khổ hay là tạo cái nhân lạc? Tức là mình tạo, trong cái lúc mình tạo nhân là cái nhân đó là khổ đau hay là an vui? Nếu như là một cái người mà người ta thờ tự hay người ta cầu xin, người ta cầu nguyện, thì trong cái lúc cầu nguyện có thể có những cái lúc nó đi kèm với cái tâm hoan hỷ, có những cái lúc thì nó đi kèm với cái tâm sầu bi, có lúc nó đi kèm với cái tâm tham vọng, có lúc nó đi kèm với tâm ngã mạn, những cái tâm tà kiến. Vậy thì mình tạo, khi mà tạo nhân mà nó có những cái tâm nó không có đồng nhất, tức là nó có thiện có bất thiện như vậy, thì khi nó trổ quả nó cũng sẽ trổ những cái quả có cái thiện có bất thiện như vậy. Và Đức Phật đã nói rằng ta có một cái pháp môn có thể khiến cho một người có thể hưởng được cái sự an lạc. Mà khi mà tạm nhân là có một cái sự gọi là thuần nhất hướng lạc, đó là vì đó phải ni dục ni ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, rồi vị ấy phải diệt tầm tứ, chứng và an trú thiền thứ hai. Chỉ còn người không tầm không, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, không tầm không tứ, và vị ấy ni hỷ trú sản, chánh niệm tỉnh giác, một cái trạng thái mà các bậc thánh gọi là sản niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Thì cái trạng thái ở thiền thứ ba này chỉ còn là cái cảm thọ đã là cảm thọ an lạc. Thì cái cảm thọ lạc này, và khi mà nó cho quả, cái lúc mà mình an trú ở trong cái tầm thiền này là đang tạo nhân, cái người đó là đang tạo nghiệp, tạo một cái thiện nghiệp do ý tạo nghiệp. Nghiệp, một cái nghiệp chỉ có cái sự an lạc, và khi nó trổ quả sẽ sinh về cái cõi tam thiền này, cái cõi tam thiền này. Và nếu như mà ở cái bậc trung mà là cái năng lực định ở mức bậc trung, sinh về cái cõi vô lượng định thiền, có tuổi thọ 32 đại kiếp, thì trong 32 đại kiếp, tức là cái tuổi thọ nó dài bằng 32 đại kiếp trái đất này, 32 lần trái đất này sinh diệt, thì trong suốt 32 đại kiếp đấy, vị đó luôn luôn có cái cảm thọ về cái sự an lạc này, vị đó mới thật sự sống ở cái cõi cực lạc này. Tức là luôn luôn có sống ở cái cõi đấy, và tâm vị đó, cái tâm tục sinh của vị đó luôn luôn là cái tâm của tam thiền, và luôn luôn hưởng an trú ở trong cái tầm thiền tam thiền của mình, thì lúc nào cũng được hưởng cái sự an lạc này. Và một người mà an trú ở trong tam thiền, lúc nào thì nó cũng cảm thấy thân tâm đều an lạc, thân tâm đều an lạc. Ở cái mức độ bậc thượng thì cho quả hóa sinh trong cái cõi biến tịch thiên, có tuổi thọ là 64 đại kiếp, cái mức của tam thiền. Tam thiền này là tứ thiền. Nên là cái hình ảnh Đức Phật đang thuyết pháp ở trên cõi trời đam lực. Khi mà Đức Phật giảng pháp 3 tháng ở
đối với ở cõi người. Vào cái năm thứ bảy, khi mà Đức Phật, sau khi Đức Phật thành đạo, sau khi mà Đức Phật thị hiện thần thông để hàng phục ngoại đạo ở dưới gốc cây xoài, sau đó Đức Phật đã lên cõi trời Đông, cõi trời Đàm Lược, ở trên đó an cư 3 tháng, và Đức Phật đã thuyết giảng cái tạng vi diệu pháp ở trên cái cõi trời này. Và tất cả chúng sinh ở cõi dục giới, sắc giới, và tất cả những chúng sinh ở các cái vị chư thiên, ở các cái thế giới khác cũng đều đến đây để nghe pháp. Và trong một cái thời thuyết pháp, bằng một thời thuyết pháp ở cõi thiên giới, và kéo dài suốt 3 tháng ở cõi nhân gian, và xong một cái bài pháp đấy thì đã có 800 triệu chư thiên chứng đắc các đạo quả. Ở đệ ngũ thiền sắc giới, tức là đệ ngũ thiền hay còn tứ thiền, trong cái giống tứ thiền ấy, đây là cái tầng thiền mà chỉ còn đại xả với nhất tâm. Nếu mà thực hành cái pháp thiền này và duy trì cái pháp thiền cho đến cuối đời, thì cái năng lực của tầng thiền này sẽ cho quả hóa sinh người trong hai cõi, đó là cõi quảng quả thiên. Cái cõi quảng quả thiên thì có tuổi thọ là 500 đại kiếp. Thì ở cái cõi này thì chúng sinh cũng vẫn có thân và có tâm, chúng sinh cõi sắc giới. Còn với một số chúng sinh thì có cái phát nguyện rằng là mong rằng tôi sẽ sinh về cái cõi không có tâm. Có những cái chúng sinh người ta lại thấy cái bất lợi của cái tâm thức này. Người ta thấy là có cái tâm này cứ phải phóng dật lăng xăng, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, lúc vui lúc buồn, và lúc thì nghĩ chuyện này chuyện khác, và người ta tác ý đến cái bất lợi của cái tâm thức này, và người ta có khởi lên một cái ước muốn, ước gì ta sinh về một cái cõi không có tâm, thì cái chúng sinh đấy sẽ sinh về cái cõi vô tưởng thiên. Cái chúng sinh thì vẫn có thân và có tâm ở cái cõi sắc giới, nhưng có cái cõi nên là, nhưng mà chỉ có những cái người, những cái chúng sinh nào là phàm nhân mà đắc tứ thiền ngũ thiền mà nhàm chán bốn danh uẩn, tức là thọ tưởng hành thức, thì vị đó sẽ sinh về cái cõi vô tưởng. Cái cõi vô tưởng này cũng có cái tuổi thọ bằng 500 đại kiếp. Khi mà cái chúng sinh đấy chết với một cái tư thế ngồi thì sinh lên cái cõi đấy, thì chúng sinh đó sẽ có một cái sắc thân, chỉ có một cái sắc thân và cứ ngồi suốt 500 đại kiếp trên đất như thế này, mà không hề có tâm, không hề có tâm thức. Thế là cái cõi vô tưởng. Nếu mà cái chúng sinh đã chết ở cái tư thế nằm thì chúng sinh đã sinh về cái cõi vô tưởng, sẽ là một cái vị phạm thiên, chỉ có cái thân cứ đang nằm như vậy suốt 500 đại kiếp. Và sinh về cái cõi phạm thiên là vị đó chết trong cái tư thế đứng, thì vị đó sinh về cái cõi đấy trở thành một cái chúng sinh cứ đứng liên tục trong 500 đại kiếp này. Và chỉ có một cái sắc thân nó duy trì cái sắc mạng căn, cứ duy trì cho đến hết 500 đại kiếp thì thôi. Trong suốt cái một cái thời gian dài như vậy, vì đó không hề có tâm thức, không có suy tư, không có suy luận, không có suy nghĩ chuyện gì hết, cho đến khi hết cái năng lực của cái tầng thiền đó, vì nó sẽ rơi xuống cái cõi dục giới, có thể rơi cõi trời và cõi người, thì lúc đấy cái tâm thức nó mới hoạt động trở lại. Đối với này, các cái tầng thiền, đối với những cái chúng sinh mà sinh về các cái cõi sắc giới thì có những cái tuổi thọ như thế, và khi mà sinh về cái cõi sắc giới đấy rồi, có những cái chúng sinh thì tiếp tục tu tập, có những chúng sinh thì để rơi không tu tập, có những chúng sinh thì tiếp tục hành thiền định, có những chúng sinh người ta lại tiếp hành cả thiền định và thiền tuệ, có những chúng sinh ở cái cõi sắc giới đấy người ta vẫn có thể chứng đắc được các đạo quả và chứng đắc được niết bàn. Vậy ở trên cái cõi sắc giới này người ta vẫn có thể tu tập được giống như cõi người, người ta vẫn có những vị thánh nhân sống ở cái cõi này, các cái vị thánh dự lưu nhất lai bất lai, các bậc a la hán, vì đó vẫn có thể học được các cái pháp thiền chỉ và thiền quán đối với các cái vị phạm thiên khác.
và vị đó có thể khi chết, nếu như vị đó hành được các cái bậc thiền sắc giới, vị đó có thể tái sinh trở lại cõi sắc giới. Hoặc là vị đó không hành, khi mà chết không duy trì được tầng thiền thì vị đó sẽ rơi xuống một cái cõi thấp hơn. Rơi xuống cõi thấp hơn thì chỉ là cõi trời hoặc cõi người. Còn ở cái cõi trời sắc giới phạm thiên này, khi chết không, sẽ không có rơi xuống ác đạo. Tức là sẽ một vị phạm thiên không bao giờ chết mà phải vào các cái cõi địa ngục là quỷ súc sinh và Atula. Nếu như vị đó thấp nhất thì cũng sinh trở lại làm người, chứ vị đó không có sinh vào một cái cõi thấp hơn được cõi người. Khi xưa thì có một lần Đức Phật đang đi trên đường và nhìn thấy một con nợ, một con nợ nằm trên đống phân, và Đức Phật mỉm cười. Lúc đấy ngài A Nan mới hỏi lý do nguyên nhân mà Đức Phật mỉm cười. Thì Đức Phật nói rằng trong đời quá khứ, đời Đức Phật Kassapa, trong đời Đức Phật Ca Diếp, thì con nợ này cũng là một cái người cư sĩ, và thấy được cái sự nhàm chán của cái thân. Một lần đi vệ sinh mà nhìn thấy cái cầu tiêu nó có rất nhiều những cái con trùng, và cái vị này thấy cái tư bất tịnh nó khởi lên và thấy nhàm chán đối với cái xác thân con người. Cái nhàm chán biết là cái thân thể con người nó chỉ bài tiết ra toàn những cái thứ ô uế trượt như vậy, không có cái gì đáng để ưa thích. Nên là vị đó quyết định đi tìm một cái con đường cao thượng, đó là đi học Phật xuất gia. Khi mà xuất gia học Phật và hành thiền, chứng đắc được các tầng thiền định. Khi mà đắc được thiền định thì khi chết sinh về cái cõi pháp thiên, sinh về cõi pháp thiên. Nhưng khi sinh về cõi pháp thiên rồi thì mình đó lại chỉ có an trú ở trong cái tầng thiền đấy và rể ruôi, không có chịu thực hành tiếp, chỉ có thích hưởng thụ những cái sự an lạc của cái cõi pháp thiên đấy, và vì đó không có siêng năng để thực hành thiền chỉ và thiền quán hơn nữa. Cho nên đến khi hết cái tuổi thọ ở cõi pháp thiên thì đã sinh trở lại làm người. Và khi sinh trở lại làm người thì cũng rể ruôi, không có tạo thêm thiện nghiệp, vì nó vẫn rể ruôi. Và khi mà hết cái tuổi thọ ở cõi người đó thì sinh làm con heo. Vậy thì bất cứ sinh về những cái cõi nào ở trong tam giới, nếu như mình rể ruôi thì mình vẫn có thể bị rơi xuống trở lại. Còn nếu như mà cái người đó tinh tấn, có cái tâm tầm cầu, có cái tâm hướng thượng, có cái nỗ lực thực hành những cái pháp thiện pháp cao hơn, thì vậy đó vị đó mới có thể tiến hóa cao lên được. Nhất là ở cái cõi người, là cái cõi nằm trung gian giữa cái cõi khổ và cái cõi vui. Tức là ngay bên dưới cõi người là những cái cõi khổ, nó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và ngay bên trên cõi người là những cái cõi an vui như là các tầng thiền, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và ở cái cõi người này mình đều có thể tạo được những cái thiện nghiệp để sinh về các cái cõi an vui, và mình cũng có thể tạo được những cái ác nghiệp để đọa xuống cõi khổ đau. Vậy thì cứ chúng sinh nào mà đang ở cõi người mà rể ruôi thì chắc chắn chúng sinh đấy sẽ đọa xuống cõi khổ. Vậy thì chúng sinh nào ở cõi người này mà tinh tấn thì những chúng sinh đấy sẽ tạo được rất nhiều thiện nghiệp để hưởng những cái phước báo lâu dài về sau. Vì thế ở cái cõi người này chỉ đủ thời gian cho mình tạo những cái thiện nghiệp. Còn nếu say sưa hưởng thụ những cái an vui lạc thú ở cái cõi người này thì sau này mình sẽ phải hối hận. Đối với một bậc thánh bất lai, sau khi chết sẽ hóa sinh vào một trong năm cõi tịnh cư thiên tùy theo cái năng lực của năm cái căn quyền. Một bậc thánh bất lai thì sẽ khi chết chắc chắn vị đấy sẽ không sinh về cái cõi dục giới nữa. Bởi vì ở một vị bậc thánh bậc này thì đã đoạn trừ được các cái tâm tham dục và sân hận. Cho nên khi chết vị đó sẽ bắt vào cái tầng thiền thứ tư và sẽ sinh về năm cái cõi tịnh cư thiên. Năm cõi tịnh cư thiên thì cũng cùng một cái tầng thiền thứ tư đấy, nhưng mà vị nào có cái đức tin, nếu vị nào mà là cái vị có đức tin mạnh thì sinh về cái cõi vô phiền thiên. Vô phiền thiên thì có tuổi thọ là 1000 đại kiếp. Với cái vị nào mà có cái tinh tấn mạnh thì vị đó sẽ sinh về cái cõi vô nhiệt thiên,
và có tuổi thọ là 2000 đại kiếp. Tức là những cái vị thánh bất lai ở cái trong các cái đạo quả, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, thì vị nào mà chứng được sơ quả thì vị đó sẽ còn tái sinh luân hồi 7 kiếp nữa ở cái cõi dục giới. Nhưng vị nào mà chứng sơ quả tự niu mà vị đó mà chứng đắc được, duy trì được tầng thiền thì vị đó sẽ sinh về cái cõi phạm thiên, nhưng mà vẫn không thể sinh về cái cõi tịnh cư thiên này được. Và một vị nhất lai cũng không sinh về cõi tịnh cư thiên, và chỉ có những vị bất lai mới sinh về cõi tịnh cư thiên. Vậy thì có một cái cõi gọi tịnh cư này là một cái cõi chỉ có mỗi hai bậc thánh sống ở đấy, đó là những bậc thánh bất lai và bậc thánh a la hán. Những bậc a la hán là những bậc bất lai, khi mà sinh về đấy vị đó tu tập tiếp và trở thành a la hán. Và ở cái cõi này chỉ có mỗi hai cái bậc này, bậc bất lai và bậc a la hán, sống ở cái cõi phạm thiên tịnh cư thiên, ở năm có năm cái cõi tịnh cư thiên. Thì những cái vị mỗi tùy theo cái năng lực của mỗi vị, vị nào mà có tinh tấn mạnh thì sinh về cái cõi vô nhiệt thiên, thì vô nhiệt thiên sẽ có tuổi thọ là 2000 đại kiếp. Vị có chánh niệm mạnh thì sinh về cõi thiện hiện thiên, thế mà có tuổi thọ bằng 4000 đại kiếp. Khi sinh về cái cõi này rồi thì cái vị đó sẽ chứng niết bàn, tức là sẽ chứng quả a la hán ở những cái cõi đấy. Nếu như ở cái cõi đấy không chứng quả a la hán thì vị đó sẽ sinh về một cái cõi cao hơn. Nếu mà tối đa nhất thì vị đó sẽ thành sẽ chứng đắc niết bàn ở cái cõi sắc cứu cánh thiên. Vị có định lực mạnh thì sinh về cõi thiện kiến thiên và có tuổi thọ bằng 8000 đại kiếp. Thì ở những cái cõi này là những cái các cái bậc thánh mà đệ tử của các chư Phật quá khứ vẫn còn đang sinh sống ở các cái cõi này. Rất nhiều đệ tử của Đức Phật, các chư Phật quá khứ, Phật Câu Ni Tôn, Phật Câu Na Hàm Ông Ni, Phật Kassapa, hay là đệ tử của Phật Bổn Thích Ca, thì những vị mà chứng bất lai thì bây giờ cũng đang đều ở các cái cõi này hết, cho đến khi nào hết cái 8000 đại kiếp thì vị đó sẽ chứng quả và nhập niết bàn ở cái cõi tịnh cư này. Vậy những cái chúng sinh mà sinh về các cái cõi tịnh cư thiên, năm cõi tịnh cư thiên thì không bao giờ sinh trở nạn thì các cái cõi thấp hơn, tức là không bao giờ một vị sinh ở cái cõi thiện kiến thiên, khi nếu như vị đó chưa chứng a la hán, khi chết vị đó sẽ sinh về cõi cao hơn chứ không bao giờ sinh về cõi thấp hơn. Ở cái cõi này đi thì không bao giờ rơi xuống thấp nữa, chỉ có lên cao hơn mà thôi. Với một vị có trí tuệ mạnh thì sinh về cõi sắc cứu cánh thiên, tức là cái cõi thứ năm trong năm cái cõi tịnh cư thiên. Cõi tịnh cư thiên có năm cõi: vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Đấy là cái cõi cuối cùng, và cái cõi này có tuổi thọ bằng 16000 đại kiếp. Với người có trí tuệ mạnh thì sinh về cái cõi tịnh cư thiên này. Khi mà Đức Bồ Tát, tức là lúc đấy Thái tử Tất Đạt Đa đi vượt thành, đi xuất gia, thì khi mà đi xuất gia thì vào đến vượt qua cái dòng sông Ni Liên Thiền, vào đến trong khu rừng, rồi tự đưa dao lên cắt tóc và cởi áo, cởi cái áo khoác ở trên mình để mặc cái áo nâu. Và lúc đấy có một vị ở cái cõi phạm thiên, ở cái sắc kiếm cánh thiên này, vị ấy đã dùng một cái bình bát và nâng đỡ cái mái tóc của Đức Bồ Tát này. Cũng như lần đấy, vị đó xin luôn cả cái áo choàng của Thái tử Tất Đạt Đa, và vị đó mang về cái cõi này, mang về cái cõi này và xây cái bảo tháp bằng châu báu và tôn thờ. Và bây giờ ở cái cõi sắc kiếm cánh thiên thì vẫn còn thờ tóc và cái áo choàng của Thái tử Tất Đạt Đa khi mà ngài bắt đầu đi xuất gia. Bậc a la hán sẽ chứng đắc, một vị bất lai sẽ chứng đắc a la hán rồi tịnh diệt niết bàn ở cái cõi tịnh cư thiên này.
Vậy tại sao lại có những cái người mà có định lực mạnh, có những người có định lực trung bình và có những cái người thì có cái định mức định lực ở cái mức bậc thường? Thì cái định lực ở đây nó tùy thuộc vào một cái người mà thực hành được một cái pháp thiền rồi, nhưng mà vì đó có thực hành những cái pháp thuần thục. Vậy thì cái năng lực của cái pháp thuần thục và năng lực của cái pháp tứ thần túc này nó sẽ quyết định đến cái năng lực thiền của cái vị đó. Có những cái vị mà có thiền nhưng mà không có thuần thục, không có thuần thục trong nhập thiền, không thuần thục trong suốt thiền, không thuần thục trong cái thời gian an trú ở trong thiền, hoặc là không thuần thục về quan sát các chi thiền. Có những người thì thuần thục các cái pháp đấy, nhập thiền được bất cứ lúc nào cũng được, nhập thiền bất cứ nơi đâu cũng được. Nhập thiền trong thời gian bao nhiêu vị đó muốn nhập thiền 1 tiếng, 2 tiếng, hay là vị đó nhập thiền trong 1 ngày, 2 ngày, hay là vị đó có thể nhập thiền liên tục trong khoảng 1 tuần. Vị đó có cái năng lực, cái pháp thiền nó thuần thục như theo những ý muốn của vị đó như vậy. Thì cái năng lực thiền đấy nó rất là mạnh. Và có những cái người đạt được những cái năng lực, cái sự thuần thục đấy, và có những người cái thuần thục đấy chưa được tốt, cho nên nó tạo ra ba cái mức thiền, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, và khi nó chủ quả nó cũng sinh về các cái cõi khác nhau như vậy, cõi phạm chúng thiền, phạm phụ thiền và đại phạm thiền như vậy, thiểu quang thiền, vô lượng quang thiền hay quang âm thiền. Vì khi nó chủ quả nó chủ quả tùy theo cái năng lực mà vị đó đã tạo. Năm cái pháp thuần thục đó là thuần thục trong sự nhập thiền, tức là một người mà đã hành thiền rồi thì phải hành luôn cả cái sự thuần thục. Vì đó có thể nhập thiền bất cứ lúc nào vị đó muốn, tức là vị đó ngồi vị đó cũng có thể nhập thiền được, có khi ngay pháp này vị đó cũng nhập thiền được vì đó muốn, hoặc là khi đang đi vị đó thích vị đó cũng có thể nhập thiền được, khi vị đó đứng lại một chút vị đó nhập thiền được, khi ngồi bất cứ ở đâu, có thể là ngồi trên ghế, có thể bất cứ ở một cái tư thế nào vị đó cũng có thể nhập thiền được. Đấy là vị đó thành tựu được cái sự thuần thục như vậy, thuần thục trong cái sự nhập thiền. Bất cứ ở đâu, bất cứ ở tư thế nào, qua trong cái ngoại nghi nào, vì đó cũng nhập thiền được, nó có cái sự thuần thục. Thì khi mà Đức Phật thuyết pháp, khi mà xong thỉnh thoảng ấy, có những cái khi mà Đức Phật nói giới thiệu một bài pháp và mọi người đọc lên cái câu sa thú ba lần, thì trong cái khoảng thời gian rất là ngắn ngủi mà mọi người đang đọc lên cái từ sa thú ba lần như vậy, thì Đức Phật đã có đủ cái thời gian để an trú ở trong cái tầng cái thiền diệt, đó là diệt tận định ấy. Sau khi mà mọi người sa thú xong thì Đức Phật lại xuất thiền ra và tiếp tục giảng pháp. Và như ngày sáng Đức Phật khi mà ngài đi khất thực từng nhà, đi khất thực từng nhà, khi nếu như đến cái gia đình chủ nào mà người ta tác bạch là xin tôn giả hãy chờ đợi để con được cúng giảng, thì trong cái thời gian chờ đợi đấy là ngài sẽ nhập vào thiền diệt, diệt tận định. Hoặc là có những cái vị thì sẽ nhập vào cái thiền tâm từ, hoặc là có những vị thì nhập vào một cái tầng thiền nào đó mà mình thuần thục. Vậy khi vị đó đứng vị đó có thể nhập thiền được, khi đi thì thỉnh thoảng vị đó nhắm mắt lại và đứng lại một chút vị đó có thể nhập thiền được. Đấy là cái sự thuần thục, có thuần thục trong cái sự nhập thiền như vậy. Nếu như mình có gặp một cái chuyện gì đó bất chắc xảy ra, một người mà chứng đắc được thiền rồi, để mình hành cái pháp thuần thục này, ví dụ mình gặp một cái tai nạn nào đấy mà nó liên quan đến mạng sống, mình có thể đủ cái thời gian để nhập vào tầng thiền và mình sinh về những cái cõi pháp thiền này kịp thời. Nên là cái người mà thực hành thuần thục được thì đến cái giờ phút cận tử thì nó vẫn đủ thời gian để nhập thiền. Thuần thục về cái thời gian nhập thiền, vị đó có thể khởi lên một cái quyết định, hoặc là ta quyết định nhập thiền trong 1 tiếng, thì đúng 1 tiếng thì cái tâm nó tự động nó xuất thiền, hoặc là vị đó quyết định ta sẽ nhập thiền 2 tiếng thì đúng 2 tiếng nó sẽ tự động xuất thiền, hoặc 3 tiếng hoặc 4 tiếng, vị đó sẽ hành một thời gian và nó sẽ thuần thục cái thời gian về nhập thiền này như vậy. Nhưng nếu mà có những người mà không có tập cái này thì nó không có thuần thục, thì có những lúc mình
nên sẽ bị nỡ rất là nhiều những cái công việc. Nhưng mình muốn nhập thiền một tiếng thôi mà mình ngồi và thấy nó an lạc quá, mình sẽ nhập ở trong có 3-4 tiếng liền. Hoặc là khi mà chưa hết thời gian mình đã giả thiền, còn người mà thuần thục về thời gian nhập thiền thì mình đã có thể nhập và suốt thiền, thuần thục trong sự xả thiền, vì đó có thể nhận xả thiền. Khi mà hết cái thời gian vì đó đã ấn định, vì đó sẽ xả thiền được, là cái sự thuần thục. Thuần thục về quan sát các chi thiền. Vì một người mà biết mình đang an trú ở trong cái tầng thiền nào, đó là nhờ quan sát các thiền chi. Một người không quan sát được các thiền chi vì đó không biết là mình đang ở cái tầng thiền nào cả. Mà một người mà muốn lên được các tầng thiền cao hơn thì cũng phải quan sát các chi thiền. Vì ở sơ thiền mình phải quan sát được 5 thiền chi, rồi sau đó mới có thể loại bỏ được, mới thấy được cái sự bất lợi của các cái thiền chi nó thô thiển. Mình có thể lên được các cái thiền chi an tịnh hơn. Vì vậy nên là cái sự quan sát các chi thiền, khi mà phản kháng và quan sát các chi thiền, cái lúc đấy là phải xuất ra khỏi tầng thiền và dùng cái trí tuệ để quan sát các cái thiền chi này. Cái lúc quan sát các thiền chi này, lúc đấy là mình đang hành về thiền tuệ. Thiền tuệ để thấy được các cái tâm, trong đó các cái tâm, các thiền chi nó thuộc về các cái tâm hành trong tầng thiền. Rồi mọi người đó phải thuần thục quan sát chi thiền đấy, nên thì mới biết được mình đang an trú ở cái thiền nào. Thuần thục phản kháng tính chất của mỗi chi thiền. Mỗi một cái, không những mình quan sát được thiền chi mà mình còn phải thấy được các cái đặc tính của các cái thiền chi đấy. Ví dụ thiền chi tầm, ở giữa thiền nó có 5 thiền chi, và thiền chi tầm ấy, thì nó có cái đặc tính là nó phải hướng đến đối tượng, hướng đến và nó hướng từ đâu, nó phải hướng từ cái ý môn của mình, nó hướng lên cái tập tướng đây. Nó có cái đặc tính này như vậy, nó luôn luôn hướng vào đối tượng. Tầm nó giống như là một cái con ong mà nó bay thẳng đến một cái bông hoa. Còn cái thiền chi tứ thì nó bám sát với đối tượng, thì nó giống như con ong nó đến và nó động trên cái bông hoa đây. Thì các cái thiền chi nó có những cái đặc tính như vậy. Tầm là nó phải hướng tâm, mình phải thấy được cái sự hướng tâm của các cái thiền chi đấy. Vậy thì mình chỉ hiểu trên khái niệm thì nó không đủ, mà một cái người thực hành là vì đó phải tuệ chi, phải quan sát được. Một người mà thuần thục năm cái pháp thuần thục đấy thì người đấy sẽ có được một những cái tầng thiền rất là sâu, rất là mạnh. Nhưng nếu mà một người mà thực hành được cái pháp tứ thần túc, nếu mà một người mà thực hành thiền định rồi mà còn tác ý và thực hành các cái pháp thần túc, thì cái mức thiền của vị đấy sẽ đạt được cái mức độ thâm sâu hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, có cái uy lực không thể nghĩ bàn đối với các cái pháp thần túc này. Giống như mà khi mà Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn, lúc đấy Đức Phật đã gợi ý với ngài A Nan 3 lần. Đức Phật gợi ý rằng này A Nan, nếu một vị Phật nào mà đã thực hành tu tập thuần thục 4 thần túc, vị đấy có thể duy trì được cái mạng sống của mình đến một kiếp hoặc hơn một kiếp, đến hết cái một cái kiếp sống đấy hoặc hơn một cái kiếp sống đấy. Mặc dù Đức Phật gợi ý 3 lần nhưng mà ngài A Nan lúc đấy bị ác ma ám, cho nên là ngài không có hiểu ý và đã không thỉnh Đức Phật trụ thế lâu hơn. Nếu lúc đấy ngài A Nan có thể thỉnh Đức Phật trụ thế lâu hơn thì Đức Phật sẽ duy trì cái mạng sống dài hơn, vì Đức Phật đã thực hành những cái pháp thần túc. Những cái pháp thần túc tức là Đức Phật có thể dùng cái năng lực thần thông của mình để mà duy trì cái mạng sống dài hơn nếu muốn. Đó là thực hành các cái pháp dục như ý túc này. Thì cái pháp thứ nhất là tâm hài lòng, tức là dục như ý túc. Cái pháp thống trụ thứ nhất là dục, tức là vị đó phải có một cái ước muốn mạnh.
Nhưng bây giờ cái ước muốn này thì nó không phải là cái tham dục, nó phải là tham dục, cái tham dục khác và nó có ước muốn khác. Nó cũng là dục, dục nhưng ở đây nó là một cái mình mong ước một cái điều gì đó. Như là một cái người ở thế gian mình cũng có rất là nhiều những cái mong ước. Nhưng ở trong cái cuộc sống này mình muốn thành công được một cái điều gì đó, mình cũng phải khởi lên một cái tâm mong ước. Như một cái người mà muốn thi mà vào được một cái trường đại học, vị đó cũng có nhiều cái ước muốn. Khi mà khởi lên cái ước muốn rồi thì vị đó phải đầu tư thời gian công sức nhiều hơn để thành tựu được ước muốn đó. Ví dụ như là một chúng sinh, vị đó có cái ước muốn ta sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, thì đấy cũng là một cái ước muốn. Vậy thì cái ước muốn đấy không phải là một cái tham vọng, mà cái ước muốn đấy là một ước muốn cao thượng. Vì khi mà mình có cái ước muốn trở thành một vị Phật chánh đẳng giác rồi thì mình phải đầu tư về các cái pháp độ ba la mật, như là phải thực hành mười đa ba la mật trong những cái kiếp, ví dụ như là trong các cái a tăng kỳ kiếp, có thể là 9 a tăng kỳ kiếp thì âm thầm phát nguyện trong tâm. Có những cái kiếp thì mình có thể phát nguyện ra đời, và khi mà được thọ ký rồi thì mình có thể tu thêm 4 a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp nữa chẳng hạn. Vậy thì cái lúc đầu cũng phải khởi lên cái ước muốn, đó là dục, dục là ước muốn. Nhưng có những vị thì chỉ có cái ước muốn là trở thành một vị Phật độc giác thôi, thì vị đó cái sự đầu tư về thời gian công sức nó khác, nó có thể ít hơn. Hay một vị thì có ước muốn trở thành một vị thanh văn, một vị A-la-hán, thì ở trong thiền định vậy, có những vị đó có những cái ước muốn thành tựu được những cái pháp, những cái năng lực cao thượng của thiền, như là có thể thành tựu được các cái thắng trí, các cái năng lực thần thông. Vị đó ước muốn có thể phát triển được các cái thắng trí, có thể bay trên hư không, có thể đi trên nước, có thể có được thiên nhãn thông, có thể có túc mạng thông, tha tâm thông. Nhưng có những cái ước muốn như vậy gọi là dục như ý túc, thì vị đó cần phải thực hành thiền một cách miên mật hơn, thì vị đó sẽ thành tựu được. Vậy thì đầu tiên là vị đó phải có dục, có cái ước muốn. Thứ hai là khi mà có ước muốn rồi mà mình chỉ dừng lại ở cái ước muốn đấy, thì cái ước muốn đấy nó sẽ không có thành tựu. Bất cứ một cái điều, một cái ước vọng gì của mình cũng vậy. Mình có cái ước vọng nhưng mà mình không có thực hiện, không có tạo những cái nhân để mình thành tựu được, thì những cái ước vọng đấy của mình sẽ không thành. Vậy thì có ước muốn rồi thì tiếp theo đó là phải tinh cần, tinh tấn, cố gắng, nhiệt tâm tinh cần, cảnh giác, chánh niệm. Thế gọi là tinh tấn như ý túc, nên là phải nỗ lực để thành tựu. Mình ước muốn cái gì thì lúc đấy là mình phải tinh tấn thực hiện, vun bồi cái nhân để những cái ước muốn của mình nó chóng trở thành hiện thực. Thì trong cái lúc mình vun bồi tạo tác cái nhân này, đấy thì gọi là tinh tấn như ý túc, và quyết tâm hay còn gọi là nhất tâm như ý túc. Nhất tâm ở đây có nghĩa là cái tâm quyết tâm, mà cái tâm này nó cũng gọi là tâm quyết định. Trong 10 cái pháp ba la mật thì cái tâm này gọi là quyết định. Vậy thì cái người này phải có cái quyết tâm quyết định ba la mật. Quyết định như này, mình có cái ước muốn rồi nhưng mà mình không có quyết tâm, không có quyết định, mình còn do dự, còn lưỡng lự, còn phân vân, thì cái ước muốn đấy nó cũng không thành tựu. Nên là bây giờ mình ước muốn được chứng ngộ niết bàn, nhưng mà trong tâm của mình nó vẫn còn bị dính mắc, mình vẫn còn bị dính mắc đối với những cái pháp ở thế gian, mình vẫn còn ưa thích những cái niềm vui ở thế gian, mình ưa thích những cái niềm vui ở cái cõi nhân gian này, ưa thích những cái danh lợi, ưa thích được những cái vui thú nó kia. Thế ở cái cõi dục giới này thì cái ước muốn đấy của mình nó còn yếu, và cái quyết định của mình còn thấp, mình không thành tựu được. Mình cũng ước muốn chứng đắc niết bàn này, nhưng mà mình không có rời bỏ được, không có từ bỏ được gia đình để sống không gia đình, thì cái ước muốn đấy sẽ rất là lâu mới có thể thực hiện được. Nếu mà một người có được cái quyết định thì cái người đó mới có thể thành công.
quyết định, như là trong thiền vị đó có thể quyết định muốn thực hành được ấy, thì vị đó phải có cái quyết định như là yếm ni, phải viễn ni, tức là phải xa lìa những cái gì mà nó ràng buộc, nó dính mắc mình, xa lìa những cái sự bận rộn, những cái công việc, những cái bổn phận, những cái trách nhiệm. Vị đó phải có cái quyết định từ bỏ nhiều cái, mình có rất nhiều cái mà nó làm cho mình bị vướng bận, bị dính mắc, và mình có thể từ bỏ. Ví dụ như Thái tử Tất Đạt Đa có thể từ bỏ rất nhiều thứ, từ bỏ ngai vàng, từ bỏ cha già, từ bỏ con trẻ, từ bỏ vợ đẹp, từ bỏ danh vọng địa vị. Đấy là rất là nhiều những cái quyết định, phải có một cái quyết tâm, phải có một cái quyết định rất là mạnh mới có thể từ bỏ được như vậy, yếm ni như vậy, phải từ bỏ được như vậy thì mới có thể chuyên tâm thực hành những cái pháp thực nhân được. Vậy thì cái người đó phải có một cái tâm nữa, đó là có cái quyết định, quyết tâm, hay là nhất tâm như ý túc. Và cái nữa đó là thẩm như ý túc, trí tuệ, trí tuệ, tuệ như ý túc, hay còn gọi là quán như ý túc, trí tuệ như ý túc. Thì vì đó phải có tuệ chi, phải có trí tuệ, làm cái việc gì cũng phải có trí tuệ thì mới chóng thành tịnh, chóng thành tịnh. Ở trong thiền cũng phải có trí tuệ, có các cái trí tuệ thấy rõ. Thì ở một người mà thực hành thiền đôi khi cái tâm của mình nó mê mê mơ mơ thì nó không có trí tuệ, không có, không có rõ. Ở thế gian phải có rất là nhiều những cái mà không có cái trí tuệ dẫn đường thì mình sẽ làm sai việc rất là nhiều, mình sẽ làm rất là nhiều những cái việc sai. Khi mà một cái người mà đi tập pháp, nếu không có trí tuệ, mình có thể học vào những cái tà pháp, không phân biệt được đâu đúng sai, phải trái chánh tà. Thực hành thiền cũng vẫn có những cái pháp thiền thuộc về chánh định, nhưng có những cái pháp thiền nó thuộc về tà định. Thì mình cũng cần phải có cái trí tuệ để mà đi cho đúng, đúng cái pháp. Thì có bốn cái pháp đấy, đó nó gọi là tứ thần túc. Nếu mà thành tựu được bốn cái món thần túc này thì cái người đó sẽ có được cái năng lực thiền ở cái mức độ cao thượng nhất. Năng lực của bốn cái pháp tứ thần túc này nó mới tạo ra ba cái bậc, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, tức là các cái năng lực ấy của mình mạnh thì nó tạo ra bậc thượng. Cái năng lực thần túc cũng ở cái mức độ vừa phải thì là cái năng lực thiền chung, và cái tứ thần túc của mình thấp nhất thì nó là cái năng lực bậc hạ, đó là cái điều là do cái ước muốn của mình, cái sự tinh tấn của mình, cái sự quyết định của mình và cái trí tuệ của mình. Đấy là cái pháp về các cái tầng thiền. Các cái pháp thiền thuộc về cái cõi sắc giới, sắc giới thiện niệm như vậy. Bây giờ muộn rồi, cho mọi người nghỉ ngơi. Còn vô sắc giới thiện niệm nữa, sắc giới thiện niệm sẽ đảm bảo một bài sau. Imaja Dhamma Nu Dhamma Pati Pati Ja Buddham Bucemi Imaja Dhamma Nu Dhamma Pati Pati Ja
Dhammam Buccemi. Imada. Dhammanu Dhamma. Patipatida. Sangham Buccemi. Atha Imada. Patipatida. Jati Jara. Pati Maranama. Pati Mucchisami. Idame Punyam. Asangwa Padam.